Ngày 27 tháng 9, lãnh đạo huyện ủy Mộc Châu đã đi khảo sát việc thực hiện quản lý vận hành công trình nước sạch và thu gom chất thải rắn tại xã Tân Lập. Hiện nay, tại xã Tân Lập có 3 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cung cấp nước cho 7 bản với công suất trên 4.000 mét khối một tháng, giá bán từ 3 đến 5.000 đồng một mét khối. Đối với công tác quản lý vận hành, thu gom chất thải rắn nông thôn, xã đã thành lập hợp tác xã để triển khai thu gom rác thải từ mùng 1 tháng 4 năm 2022 cho 1.933 hộ của 7 bản. Khối lượng thu gom trung bình mỗi tháng đạt 400 mét khối. Việc thực hiện quản lý vận hành công trình nước sạch và thu gom chất thải rắn bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai vẫn còn gặp một số vướng mắc như địa bàn xã rộng, do đó kinh phí người dân đóng góp theo mức quy định không đủ để vận hành thu gom rác tại nhà và vận chuyển đến bãi rác thải của xã. Một số công trình nước sạch đã đầu tư nhiều năm, thiết bị hỏng hóc, kinh phí sửa chữa lớn. Qua khảo sát, huyện Mộc Châu sẽ đánh giá rút kinh nghiệm, từ đó đề ra quy trình để hướng dẫn các xã thị trấn triển khai hiệu quả công tác quản lý, vận hành công trình nước sạch và thu gom chất thải rắn trên địa bàn.